Hello các em, trong bài Unit 5 này chúng ta có một số từ vựng mới. What's this? What's this? Đây là bạn này đang chạy. Running. 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 What's this? À, vẽ. Đây là vẽ tranh đúng không? Drawing. Drawing. What's it? Đây là bạn này đang vẽ tranh, thì đây là tô màu. Vậy thì tô màu trong tiếng Anh sẽ là painting. 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 What's this? What it is? People. What's, what is happy? Happy. Happy có nghĩa là sở thích. What it is? Swimming. 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 Swimming có nghĩa là bơi. What is? Singing. Singing. Singing có nghĩa là hát. What it is? Dancing. Dancing. Dancing có nghĩa là múa hoặc là khiêu vũ nha các em. Và cuối cùng là cooking. Cooking. Cooking có nghĩa là nấu ăn. Cooking. Hello các em, hôm nay cô sẽ dạy cho các em Unit 5. Bài này có tên là My Hobby. My Hobbies. Lesson 1. Phần 1 nhỏ. Look, listen and repeat. Em hãy nhìn, lắng nghe và lặp lại. Ở bức tranh A là cuộc nói chuyện giữa bạn Bill và bạn Linh. Đầu tiên, ở bức tranh A, bạn Bill sẽ hỏi bạn Linh là What's your hobby? What's your hobby? Thì bạn Linh sẽ trả lời là It's singing. It's singing. Tương tự như vậy ở bức tranh B. Chúng ta thấy đây là cuộc nói chuyện giữa bạn Ben và bạn Lucy. Đầu tiên là bạn Lucy sẽ hỏi bạn Ben What's your hobby, Ben? Đây là câu hỏi cho nên các em sẽ đọc xuống giọng. Các em nhớ phải xì ra cho cô nè. What's your hobby, Ben? Dancing. Dancing. Ở phần 2 nhỏ là các em sẽ listen, boy and say. Chúng ta sẽ lắng nghe, chỉ tay và nói theo. Rồi bây giờ chúng ta thấy đây là mẫu câu. Đây là mẫu câu và đây là câu trả lời. Đầu tiên thì chúng ta sẽ hỏi What's your hobby? Câu trả lời sẽ là is cộng với cái động từ. Ví dụ ở bức tranh A, one ask and one answer. Một bạn hỏi và một bạn trả lời. Cô ví dụ ở bức tranh A, What's your hobby? Thì bạn kia sẽ trả lời là is singing. Tương tự như vậy ở bức tranh B, chúng ta sẽ hỏi What's your hobby? Is drawing. Tương tự như vậy câu C, một bạn sẽ hỏi là What's your hobby? Is dancing. Và bức tranh D là Is women. Phần 3 nhỏ, Let's talk. Phần này các em sẽ hỏi về sở thích của mình. Cô sẽ cần một bạn hỏi và một bạn trả lời. Ví dụ một bạn hỏi là What's your hobby? What's your hobby?
sở thích của bạn là gì? Thì câu trả lời sẽ bắt đầu bằng is cộng với động từ. Ví dụ, is swimming hoặc là is dancing, tùy theo từng sở thích của từng người. Ở phần 4 nhỏ các em Page 35. Lesson 1. Activity 4. Listen and number. 1. What's your hobby? Dancing. 2. What's your hobby? It's drawing. 3. What's your hobby? Swimming. 4. What's your hobby? It's singing. Án của bài tập này là 1D, 2C, 3B và 4A nha các em. Vậy thì phần 5 nhỏ là Chris and Marsh. What's your hobby? Sở thích của bạn là gì? Ở câu số 1, is dancing. Rất là dễ, chúng ta sẽ nói cho cô nè. 1 với phương án C là is dancing. Ở phần 1 nhỏ, is dancing là 1. Chúng ta sẽ nói với câu C. 1 C nha các em. Tương tự như vậy, is drawing là vẽ tranh thì sẽ nói với câu D. Bút khách mật rồi. Tương tự như vậy, swimming, ba sẽ nói bức tranh A. Và câu 4 sẽ là câu B. Rồi chúng ta thấy đáp án sẽ là 1C, 2D, 3A và 4 sẽ là B. Ở phần 6 là cô sẽ show những bức tranh và sở thích, các em sẽ tìm một trong những sở thích của mình và dơ lên nhà. Ở phần lesson 2, hai nhỏ lesson 2, 1 listen, look, listen and repeat. Hãy nhìn, lắng nghe và lặp lại. Ở bức tranh A là cuộc nói chuyện giữa bạn Nam và bạn Mary. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau xem thử bạn Nam hỏi bạn Mary là gì nha. Bạn Nam hỏi là What's your hobby? What's your hobby? Bạn Mary trả lời I like cooking. Tương tự như vậy ở bức tranh B. Đây là cuộc nói chuyện giữa bạn Minh và bạn Lucy. Bạn Minh hỏi là What's your hobby? Thì bạn Lucy sẽ trả lời là I like working. I like working. Rồi bây giờ các em sẽ đóng vai một bạn hỏi và một bạn trả lời. Tương tự như vậy ở phần 2 nhỏ, các em sẽ lắng nghe chỉ tay và nói cho cô. Ở phần này chúng ta sẽ thực hành bằng mẫu câu. What's your hobby? Sở thích của bạn là gì? Và câu trả lời sẽ là I like cộng với những cái sở thích của mình. Cô ví dụ câu 5, câu A. Bây giờ một bạn hỏi một bạn trả lời. Bây giờ cô sẽ hỏi và bạn kia sẽ trả lời câu A. What's, nhớ là các em sẽ xì cho cô nè. What's your hobby?
Câu trả lời sẽ là I like cộng với cái động từ mà mình thích, cái sở thích của mình. I like running. I like running. Tương tự như vậy ở câu B. I like painting. I like painting. Câu C. I like working. Và câu D sẽ là I like cooking. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành mẫu câu What's your hobby? I like working. Ở phần B nhỏ các em sẽ work in pair. Em sẽ làm việc theo cặp và họ nói về những sở thích của mình. Đây là câu hỏi What's your hobby? Ở phần 4 nhỏ các em sẽ listen and tick. Lắng nghe và đánh dấu tích vào phần này. Chúng ta sẽ xem thử bức tranh A và B. Mình sẽ chọn bức tranh nào, nói về sở thích nào thì mình sẽ đánh dấu tích vào cho cô. Rồi bây giờ ở phần 5. Page 37. Lesson 2. Activity 4. Listen and tick. 1. What's your hobby? I like cooking. 2. What's your hobby? I like painting. 3. Như vậy chúng ta thấy đáp án của câu số 1 là 1 B và 2 sẽ là B. Look, complete and read. Em hãy nhìn, hoàn thành và đọc. Ở câu A, What's your hobby? Sở thích của bạn là gì? Is cộng với động từ is. Đây, bức tranh này thì chúng ta sẽ điền là swimming. Is swimming. Tương tự như vậy câu 2 sẽ là gì mấy em? Đây là hát thì chúng ta sẽ nói là is singing. Tương tự như vậy câu number 3. I like. Đây là thích nấu ăn thì chúng ta sẽ nói là I like cooking. Và câu cuối cùng sẽ là I like. Cái này là tô bức tranh thì chúng ta sẽ nói là I like painting. Rất là dễ ha. Phần này các em nhớ phải học thuộc lòng từ vựng nha. Rồi tương tự như vậy phần 6, Let's sing. Ở phần này các em sẽ nghe bài hát. Bây giờ cô sẽ mở bài hát lên cho các em nghe nha. Six. Let's sing. My hobby. What's your hobby? It's dancing. What's your hobby? It's swimming. What's your hobby? I like cooking. What's your hobby? I like painting. Dancing, swimming, cooking, and painting. Tương tự như vậy ở bài lesson 3. Lesson 3 phần 1 nhỏ. Listen and repeat. Em sẽ lắng nghe và lặp lại cho cô. Be painting. I like painting. Running. I like running. Phần 2 nhỏ, listen and circle. What's your hobby? Ở phần này các em sẽ lắng nghe và khăn tròn một phương án, ví dụ câu 1 thì sẽ khăn A hoặc là B. Tương tự như vậy câu 2, What's your hobby?
Phần này cô sẽ mở máy lên cho các em nghe nha. Page 38. Lesson 3. Activity 2. Listen and circle. 1. What's your hobby? It's running. 2. What's your hobby? I like painting. 3 nhỏ là Let's chant. Chúng ta sẽ vỗ tay theo nhịp. Three. Let's chant. Painting. Painting. Running. I like painting. Running. Running. I like running. Painting. Running. I like painting. I like running. Ở phần 4 nhỏ là read and tick. Lắng nghe và đánh dấu, đọc và đánh dấu tick cho cô nè. Và bài này chúng ta sẽ có những nhân vật bao gồm teacher, Ben, Lucy, Minh và Mary. Ở phần này là hobbies, những sở thích, cooking, dancing, painting và drawing. Ben, bây giờ mình thấy nè, bạn Ben nè, is cooking. Thầy giáo hỏi, cô giáo hỏi là what's your hobby? Bạn Ben mới trả lời là cooking. Vậy thì bạn Ben sẽ thích nấu ăn. Tương tự như vậy, bạn Lucy sẽ là is dancing. Bạn Lucy sẽ thích khiêu vũ. Và bạn Minh sẽ thích làm gì? I like painting. Bạn Minh sẽ thích vẽ tranh. Và bạn Mary sẽ thích làm gì? I like drawing. Chưa? Rất là dễ. Ở phần 5 nhỏ, các em sẽ viết về bản thân mình. Let's write. Hello, my name is. Cô ví dụ cô tên là Thắm thì cô sẽ nói là my name is Thắm. Các em có thể viết không giống cho cô nha. I like. Ví dụ cô thích bơi thì cô sẽ nói là I like swim. Mình. Rồi ngoài ra mình có thể nói một sở thích khác. Ví dụ như mình thích, cô thích nấu ăn thì cô sẽ nói là I like cooking. Và phần câu cuối cùng là what is your hobby? Sở thích của bạn là gì? Ở phần này các em sẽ show, vẽ tranh về những sở thích của mình ha. Phần này các em sẽ tự sáng tạo và tự vẽ tranh về những sở thích của mình. Cook. Cook. Dance. Dance. Draw. Paint. Paint. Run. Run. Sing. Sing. Swim. Swim. Walk. Walk. Cook. Dance. Draw. Paint.